Xin chào các em, hôm nay là buổi đầu tiên học của thầy trò chúng mình. Bây giờ thầy sẽ điểm danh trí số nhá. Mà thầy giáo phát hiện ở lớp mình hình như có một bạn rất là lạ luôn. Sao lại đeo kính đen xì xì đấy kia, định làm đầu gấu à? Để thầy giáo xem là em ta mang gì mà mang cái vali to như thế này. Ui, hóa ra bên trong cái vali to như này em Tam còn mang một cái cặp rất là dễ thương nữa. Em Tam đeo vào thầy xem nào. Thế rồi em bắt có cái cặp cun rất là đẹp luôn. Để mở ra anh xem nào, có cái gì bên trong nào. Em bắt ai đang bắt đi học mà mang con rắn như thế này, thầy phạt đứng ra góc kia. Thầy, từ sau em không thế nữa. Vì là buổi học đầu tiên nên thầy tha cho em, nhưng mà lần sau em không được thế nữa nha. Em cảm ơn thầy. Tiết đầu tiên sẽ là môn toán. Bây giờ các em cho thầy biết 1 cộng 1 bằng mấy. Bằng 2. Bằng 2, bằng 2. Còn em Sam bằng mấy? 1. 1 cộng 1 bằng 2. Phép tính này quá dễ mà các em học sinh này rất là thông minh. Mình sẽ cho một phép tính khó hơn các bạn nhá. 10 cộng 3 cộng 2 cộng 1 bằng. Em nào có thể cho thầy biết bằng bao nhiêu? Em. Thầy sẽ mời em không giơ tay là em bắp. Em bắp lên trả lời cho thầy đi. Bằng 2. Hai em này trật tự, trong giờ học không được cười như thế. Nào hai em cho thầy biết, em bắp làm nó đúng chưa? Chết rồi. Rồi, mời đi. Em thưa thầy, bạn bắp làm sai rồi. Mời đi lên viết cho thầy lại đi. Em thưa thầy, kết quả bằng 16 ạ. Kết quả 16 là đúng rồi. Thầy xin chúc mừng Huyền My và thầy tặng cho Huyền My một số bông trà sữa này. Ôi, ngọt thế. May quá, mình vừa học phép tính này hôm qua xong. Em cảm ơn thầy. Gấu bông trà sữa đẹp như thế này về mình phải nâng niu, phải để vào trong tủ kính mới được. Ơ, em thích gấu bông này à? Chị cho em mượn một tí thôi nhá. Sau một giờ học căng thẳng rồi, bây giờ thầy cho các em giải lao, ra chơi đi nào. Tất cả mọi người ra chơi rồi mà em Tam không ra chơi, vẫn chăm chỉ học viết. Giỏi đấy em Tam ạ. Em Tam, tất cả các bạn đang học, sao em lại đi về? Em đút cặp này vào để em đi về à? Để tiếp thêm năng lượng giữa giờ học căng thẳng thì ở đây thầy có chiếc cun tươi vui và có kẹo mút. Bọn em ăn gì? Cho đi. Đó, tất cả bọn em đều chọn trước cun tươi vui. Cho em Bắp một lớp này, cho Hà Sa một lớp này, cho Huyền My một lớp này, và cho em Sa một lớp này. Rồi tất cả các em uống đi để lấy thêm năng lượng nào. Được rất nhiều các bạn nhỏ mê, chứ không riêng gì các bạn lớp mình đâu. Vì nguồn sữa tươi 100% từ Úc, được bảo quản bằng công nghệ Pollen Red, sản xuất và đóng gói tại Việt Nam. Sữa hoàn toàn không sử dụng sữa bột và đảm bảo không chứa chất bảo quản nên rất là tốt đó. Pollen Red là gì nhỉ? Là công nghệ bảo quản sữa đó em. Đàn bò vắt ra sữa tươi, mình đóng băng sữa đó lại rồi đem về Việt Nam làm nên sữa cun tươi vui mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng của sữa ở Úc đó. Ngon quá. Một hàng ngang tập hợp, một hàng ngang tập hợp. Rồi, thiếu một người ở đâu rồi? Bốn học sinh cơ mà. Một học sinh ở đâu rồi? Em Sam, đi vào hàng đứng nào, nhắc lên. Cả lớp đang tập trung của mấy em Sam không xếp hàng vào gì cả. Nào, nghiêm. Bây giờ, thầy có một cột bóng rổ ở đây. Bây giờ chúng ta, ngoài rèn luyện kiến thức thì chúng ta phải rèn luyện thể lực. Đúng rồi. Chưa, đến lượt em bắt đi. Dễ thế mà chị à, sao không ném được? Em ném mắt mà em cũng ném được. Đâu, em thử ném vào đây xem. Chị nhìn đây này. Tất cả các cậu kém lắm, nhìn tớ đây này. Cố lên, cố lên, cố lên.
Hả? Ê, em Sam ơi, bây giờ đã tan học đâu mà đi về? Vào đây. Hòa cô thì ra đi ra đây. Yeah, ra đi ra đây. Rồi, hết giờ giải lao rồi, ai về chỗ người đấy đi. Bây giờ là một tiết học cực kỳ đặc biệt, đó là tiết học mỹ thuật. Ở đây thầy đã có các tranh vẽ sẵn rồi, các em sẽ tô màu nhá. Đây, cho em Sam một tranh này, cho em Bắp một tranh này, cho em Huyền Bi một tranh này và cho em Hà Sam một tranh. Bây giờ tiết học của thầy sẽ có 30 phút và các em phải tô màu hoàn thiện bức tranh này nhá. Xem là ai tô màu đẹp nhất thầy sẽ chấm cho 10 đấy ạ. Em Sam đang tô con cá màu vàng các bạn ơi, rất là đẹp luôn, cố gắng tô đẹp nhé em Sam nhá. Vâng. Đố em Bắp, đây là con gì đây? Con Doraemon. Đúng rồi, em bắt tô đi. Em bắt đang tô Doraemon màu xanh nhá. Còn bên này Huyền Bi đang tô Hello Kitty này. Bên này là Hà Sam tô một ngôi nhà có cả mặt trời rất là đẹp luôn. Không khí lớp học đang rất là căng thẳng, ai cũng tập trung cho bức tranh của mình. Liệu ai sẽ là người chiến thắng, các bạn sẽ chờ trong ít phút nữa nhá. Rồi, để thầy giáo xem bài của em Sam trước. Bài của em Sam đâu? Đây à? Đây là gì đây hả em Sam? Đây là con cá của em Sam vẽ. Con cá này là con cá kinh dị các bạn ạ. Con cá bảy sắc cầu vồng nhưng mà mồm miệng của nó rất là ghê luôn, rất là dữ tợn luôn. Bài này thầy đã chấm cho em Sam 2 điểm nha. Tại vì quá xấu. 2 điểm. Em Sam cần phải trau dồi kiến thức thêm. Còn bài của em Bắp đâu? Tan. Bài của em Bắp Doraemon nhìn qua thì khá là đẹp đấy các bạn ạ, nhưng mà có cái gì đó sai. Nhẽ ra em Bắp phải tô chỗ này là màu xanh mới đúng này. Chỉ cái vòng cổ này mới là màu đỏ thôi. Cái vòng cổ này là lên tận má luôn cả Doraemon luôn. Bài này nhẽ ra được 10 điểm nhưng mà thầy sẽ chấm cho em Bắp 8 điểm nha. Rồi tiếp theo là bài của Huyền Bi nào. Đây, bài của em đây. Bài của Huyền Bi, đây là con gì? Hello Kitty đúng không? Vâng ạ. Hello Kitty. Đẹp ấy, không bị lem màu. Nhưng mà thầy thấy bài này vẫn hơi thiếu, trống trải quá. Nhẽ ra màu da mặt này em nên tô màu cam hay màu gì đấy để đẹp hơn, đỡ bị trống trải hơn, chứ không nên để màu trắng như này. Bài này thầy cho em 9 điểm. Còn bài của Hà Sam đâu? Đây à. Wow, Hà Sam tô màu một cái ngôi nhà rất là đẹp luôn. Nhưng mà sao cửa sổ với lại mấy cái chỗ này đen xì thế này? Thầy ơi, tại vì nhà này nó gần ống khói thầy ạ. Khói nó bay vào cái nhà này nó đen nhà luôn. Rồi sáng tạo. Nhưng mà nhà này thầy còn không thấy có ống khói đâu. Hà Sam là tù linh tinh rồi. Mà này thầy cho Hà Sam 7 điểm. Như vậy là Huyền Bi là người chiến thắng được 9 điểm. Tô màu đẹp nhất lớp luôn. Bây giờ là tiết thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe. Các em đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Còn con bò thì màu vàng. Ơ thầy ơi, liệu ơi có con bò nào màu trắng không thầy? Tất nhiên là có rồi, có màu trắng đen là bò sữa đấy, gọi là bò sữa vì bò này cho sữa. Vậy là sữa con tôi vui cũng làm từ sữa của mấy con bò đấy phải không thầy? Đúng rồi, nhưng mà lúc nãy thầy nói các em có còn nhớ sữa con tươi vui có nguồn sữa từ đâu không? Em biết rồi, nguồn sữa 100% ở Úc. À, mà sữa con tươi vui lấy sữa từ đàn bò bên nước ngoài đúng không thầy? Đúng rồi, đàn bò được chăn thả tự do ở Úc trên những cánh đồng cỏ siêu to, lại còn được các bác nông dân chăm sóc rất là kỹ lưỡng luôn. Mà được yêu thương chăm sóc thì các chú bò sẽ cho ra sữa tươi thơm ngon đó. Hèn gì, em uống sữa cun tươi vui vào thấy vui tươi hẳn lên. Này, sữa cun tươi vui còn chuẩn 30 ấy, không dư lượng kháng sinh, không chất bảo quản và hoàn toàn không sử dụng sữa bột đấy nhá. Sữa cun tươi vui ngoài 30 còn có 3 có nữa các thầy ạ. Đó là có ngon, có nhiều chất dinh dưỡng và có được nhiều bạn trẻ thích uống. Đúng rồi đấy Hà Sam ơi. Bây giờ các em uống sữa cun tươi vui xong đi, xong rồi chúng ta lại tiếp tục vào lớp học nhá. Mà này, thầy bảo này, lát nữa uống xong các em nhớ phải vứt vỏ sữa vào thùng rác nhớ chưa, để đảm bảo vệ sinh môi trường đấy, nhớ chưa? Dạ. Hả? Come on, I got it.
Rồi các em tập đi. Em này đi đâu nhỉ? Nào em này ra đây tập động tác tay cho thầy nào. Nhanh lên, nhanh lên. Nào, 1 1 2 2 3 4 3 3 4 5 Úi dồi ôi, đi học thầy bảo tập thể dục lại còn dối các bạn ơi. Dối này, mặt dối này, dối này. Thế em có tập được không? Đó. Rồi em tập lại cho thầy nhá. 1 1 Học công học cứ đứng túng váy các bạn ạ. Đâu rồi? Em tập rồi, em tập rồi. Nào, em ra đây tập cho thầy đi. Không thì thầy cho 1 điểm đấy. Nào. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 6 6 7 7 9 9 Coi như là em này cũng có cố gắng. Thầy cho 10 điểm nha. Em Sam ơi, em Sam có cặp màu hồng đẹp đấy, cho thầy mượn đi, cho thầy mượn nhé, cho thầy mượn. Nào, cho thầy mượn đi nào, nào 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 nào, thầy mượn cặp, thầy mượn cặp. Nào 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 nào. Em bắp giỏi quá, biết trông em bé và nâng em bé đứng dậy, thầy cho em bắp 10 điểm luôn. Yeah. Bây giờ trời đã tối rồi, thầy cho các em nghỉ. Buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc các bạn nha.